chào quý vị khán giả, báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin tối hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Công an tỉnh Hà Nam vừa thông tin về kết quả điều tra giai đoạn một vụ án sản xuất, mua bán, tàn trữ, vận chuyển con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức có quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam và nhiều tỉnh thành cả nước. Cơ quan công an làm rõ, từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Thái, sinh năm 1991, ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và Trần Xuân Hiển, sinh năm 1991, ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cầm đầu, đã tổ chức sản xuất, làm giả trên 50.000 giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức như giấy phép lái xe các loại, giấy tờ khám sức khỏe, chứng chỉ nghề, bằng cấp các loại, và thông qua các bưu điện trên địa bàn Hà Nội chuyển đi 62 tỉnh thành trên toàn quốc cho các khách hàng đặt mua qua mạng xã hội, với số tiền thu lời bất chính hơn 100 tỷ đồng. Qua đấu tranh, công an xác định Thái và Hiển đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất mua máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả con dấu, tài liệu và lôi kéo nhiều người khác đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo để tìm kiếm khách hàng hoặc nhắn tin vào số điện thoại để tiếp thị. Khi nhận được đơn đặt hàng thì gửi thông tin khách hàng cho đồng bọn sản xuất theo đơn đặt hàng. Sau khi sản xuất, đóng gói xong, nhóm này thông qua dịch vụ bưu điện để chuyển phát nhanh cho khách hàng. Khám xét khẩn cấp 3 địa điểm trên địa bàn Hà Nội là nơi các đối tượng thuê để sản xuất giấy tờ giả. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều loại máy móc, thiết bị gồm máy tính, máy in, máy ép plastic, máy scan, máy CNC, phôi bằng, dụng cụ để phục vụ cho việc sản xuất, in ấn giấy tờ, con dấu giả. Kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nam đề nghị truy tố 13 bị can và tiếp tục điều mở rộng vụ án. Đối với hơn 50.000 trường hợp đặt mua giấy tờ giả của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nam đã trao đổi, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra của 62 tỉnh thành trên toàn quốc để phối hợp điều tra theo thẩm quyền. Ngày 25 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm với 11 bị cáo trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân. Theo đó, cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của Nguyễn Thị Hà Thành, tuyên bị cáo giảm từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 10 bị cáo còn lại xin giảm nhẹ cũng được cấp phúc thẩm chấp nhận, tuyên giảm từ 9 tháng đến 3 năm tù. Theo bản án, mặc dù Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty Dông Hô Landmark không kháng cáo, được tòa triệu tập tới phiên xử để làm rõ các vấn đề liên quan, cũng được tòa phúc thẩm giảm nhẹ từ 18 năm tù còn 16 năm tù cùng tội danh với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành. Theo tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành đã ăn năn, thành khẩn, được chị gái nộp thêm 50 triệu đồng khắc phục hậu quả, là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, một con mắc bệnh hiểm nghèo. Tòa cũng ghi nhận bị cáo tích cực đề nghị xử lý 26% cổ phần của mình tại công ty cổ phần đầu tư MHD để có thêm tiền nộp khắc phục hậu quả. Về dân sự, hội đồng xét xử cơ bản giữ nguyên bản án sơ thẩm. Hàng trăm tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm liên quan vụ án được tòa tuyên buộc ngân hàng trả lại cho chủ, hoặc tiếp tục giao 3 ngân hàng tạm quản lý để đảm bảo thi hành án, tùy thuộc các đại gia có hay không quan hệ vay nợ với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành. Cũng tại phiên tòa, năm đại gia đưa sổ tiết kiệm cho bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành quản lý vì ham tiền thưởng hứa hẹn không được trả lại tiền. Liên quan đến kháng cáo của bà Tạ Thị Thu Trang, vợ đại gia Đặng Nghĩa Toàn, trong vụ án, hội đồng xét xử tuyên các sổ tiết kiệm đứng tên bà Trang tại các ngân hàng NCB và BVcombank đúng quy định pháp lý. Bà này không liên quan đến Nguyễn Thị Hà Thành và các cán bộ ngân hàng có sai phạm. Do đó, tòa tuyên buộc ngân hàng NCB và BVcombank chấm dứt hành vi phong tỏa và trả lại 4 sổ tiết kiệm cho bà Tạ Thị Thu Trang, tổng số tiền 70 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền làm ăn và chi tiêu, siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành tìm những người có tiền để vay hoặc rủ rê hợp tác để chứng minh tài chính rồi chiếm đoạt với mục đích cá nhân. Trong phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành bị đánh giá chủ mưu, khởi xướng, hưởng lợi nhiều nhất từ vụ án. Với sự tiếp tay của 17 cựu cán bộ ngân hàng NCB, VAB và BVcombank, bị cáo Thành đã lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với các đại gia, hứa trả lãi suất cao cho họ. Bị cáo Thành sau đó giả mạo chữ ký các đại gia để cầm cố các sổ này tại 3 ngân hàng trên. Cơ quan tố tụng xác định,
số tiền mà bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt tại ngân hàng VAB là 247 tỷ đồng, NCB là 47,5 tỷ đồng, BVCombank là 49,4 tỷ đồng và các cá nhân khác là hơn 60 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 5, Công an quận 12 đang điều tra làm rõ việc người dân phản ánh về tình trạng bị đối tượng xưng là công an gọi báo dấu vân tay bị mờ, cài đặt định danh điện tử mức 3 qua mạng để lừa đảo. Trước đó, sáng cùng ngày, một số người dân ở quận 12 nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng tên Long. Người này nói đang là cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an quận 12 và thông báo với công dân rằng dấu vân tay bị mờ. Long yêu cầu người dân phải lấy lại dấu vân tay, phục vụ cho việc chuẩn bị cài đặt định danh điện tử mức 3. Long đề nghị người dân đợi điện thoại để cán bộ khác từ phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh liên hệ hướng dẫn. Do nghi vấn lừa đảo nên người dân vội tắt máy và trình báo công an. Lãnh đạo công an quận 12 cho biết, công an tuyệt đối không thông báo các lỗi liên quan đến định danh điện tử, căn cước công dân với người dân. Đồng thời, công an không làm việc với người dân qua điện thoại, mà chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở đơn vị. Công an đang triển khai đến người dân đăng ký định danh điện tử mức 2. Công an đề nghị người dân tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng lạ mặt, không truy cập vào các đường link lạ, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài khoản. Đồng thời, người dân ghi âm cuộc gọi và báo ngay công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý. Ngày 25 tháng 5, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Trịnh Văn Sơn, sinh năm 1993, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 20 tháng 5, trong khi ngồi uống bia, do mâu thuẫn, cãi vã về việc sử dụng lưới bát quái đánh cá có bị cơ quan chức năng xử phạt hay không, anh NTD, sinh năm 1992, trú xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc đã dùng cốc thủy tinh đánh vào đầu Trịnh Văn Sơn gây chảy máu. Bức xúc, Sơn chạy vào bếp của quán lấy hai con dao cầm trên hai tay rồi trở lại bàn nhậu tấn công, đâm liên tiếp nhiều phát vào người anh Đê. Người dân lập tức đưa anh Đê đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất máu cấp nên nạn nhân đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Sơn đã đến công an đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đại dịch Covid-19 đã khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm gần 2 năm trong giai đoạn 2019 đến 2021, xóa bỏ một thập kỷ tiến bộ của thế giới trong nỗ lực tăng tuổi thọ. Đây là một phần nội dung trong nghiên cứu thống kê y tế thế giới hàng năm, vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố. Nghiên cứu của WHO nêu rõ, đại dịch Covid-19 đã đảo ngược xu hướng gia tăng ổn định về tuổi thọ và tuổi thọ khỏe mạnh. Tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,8 năm xuống còn 71,4 tuổi, tương đương mức của năm 2012. Nghiên cứu cho biết thêm, tuổi thọ khỏe mạnh trung bình cũng đã giảm 1,5 năm xuống còn 61,9 năm vào năm 2021, tức cũng bằng mức của năm 2012. Kết quả nghiên cứu này cho thấy mức độ nghiêm trọng hơn những phát hiện của một nghiên cứu được công bố trên LANCET hồi tháng 1, rằng tuổi thọ trung bình giảm 1,6 năm trong đại dịch. Tuy nhiên, nghiên cứu của WHO cho biết, tình trạng tuổi thọ giảm có sự khác biệt theo khu vực địa lý. Theo đó, châu Mỹ và Đông Nam Á là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với tuổi thọ giảm khoảng 3 năm. Tây Thái Bình Dương là khu vực bị ảnh hưởng ít nhất, với tuổi thọ chỉ giảm 0,1 năm. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, những con số này nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận an ninh toàn cầu về đại dịch đang được đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ, để tăng cường an ninh y tế toàn cầu, đồng thời bảo vệ các khoản đầu tư dài hạn vào y tế và thúc đẩy công bằng trong và giữa các quốc gia,